Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y sư trên kênh TV Audio CV. Chương 1081, lần thứ hai luyện đan. Kẻ này có lai lịch gì đây? Mới là sinh viên năm nhất mà thôi, vậy mà ngô giáo sư không chỉ tự mình dẫn hắn đi tham quan phòng thí nghiệm, mà còn sắp xếp văn phòng riêng, lại còn thân thiết gọi hắn là trợ thủ thí nghiệm. Thật là quá tài giỏi đi. Quách ba ba không kiềm chế được, sau khi các đông húc và ngô di lị rời đi, hắn quay sang Trương Mộng Huyên với vẻ mặt đầy bát quái và bất ngờ. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Trương Mộng Huyên bực bội nói, nhưng trong mắt nàng cũng hiện rõ vẻ khó tin. Ngươi sao thế? Mô Di Lệ vừa dẫn các đông hút đi vừa hạ thấp giọng hỏi. Ta vừa lĩnh ngộ được một điều quan trọng, cần phải về nhà ngay để kiểm nghiệm, có lẽ sẽ phải xin nghỉ thêm vài ngày, hôm nay không thể thực hiện thí nghiệm được. Các đông hút đáp. Ngô Di Lệ nghe vậy, sững sờ một chút, sau một hồi mới nói, ta không hiểu rõ công việc của ngươi, ngươi cứ tự quyết định đi. Các đông hút gật đầu. Khi họ đang nói chuyện, Ngô Di Lệ đã dẫn các đông hút đến phòng làm việc số 309. Cửa phòng khép hờ, bên trong có tiếng trò chuyện. Ngô Di Lệ gõ cửa rồi đẩy vào. Đây là một phòng làm việc với hai hàng bàn ghế đối diện nhau, mỗi hàng có bốn cái bàn làm việc và ghế tựa lúc này trong phòng có hai nữ nhân viên đang ngồi một trong số đó là la ngọc tình người mà các đông hút đã gặp khi nàng thay ngô di lị trong lần ngô di lị đến chăm sóc bà ngoại nữ nhân viên còn lại là lạp nhụy một giảng viên trẻ tuổi và duyên dáng ngô giáo sư cả hai nữ nhân viên vội đứng dậy chào ngô di lị khi nàng bước vào ngô di lị gật đầu chào lại và giới thiệu họ với các đông hút sau đó nàng chỉ định một chỗ trống cho các đông hút và nói với hai nữ nhân viên các đông hút sẽ là trợ thủ thí nghiệm của ta sau này hắn sẽ làm việc tại đây hắn mới đến có thể chưa quen việc nên mong các ngươi giúp đỡ hai nữ nhân viên dĩ nhiên đáp ứng ngay nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự ưu ái dành cho các đông hút một sinh viên năm nhất được sắp xếp phòng làm việc riêng và được ngô giáo sư đích thân dẫn dắt là điều hiếm hoi và đặc biệt các đông hút sau khi xác định vị trí làm việc của mình và chào hỏi qua lại với lạp nhụy và la ngọc tình liền xin phép về nhà ngay để thực hiện kế hoạch luyện đan tối hôm đó các đông húc lập tức trở về bạch vân sơn khi thấy các đông húc trở về bất ngờ dương ngân hậu ngạc nhiên hỏi ngươi sao lại về đột ngột như vậy luyện đan ta nghĩ lần này sẽ thành công các đông húc đáp trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn và quyết tâm ngươi đã tìm ra vấn đề ở đâu rồi sao dương ngân hậu hỏi với vẻ kinh ngạc và mừng rỡ ta nghĩ vậy các đông hút gật đầu sau đó nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu để bắt đầu luyện đan các đông hút cẩn thận ném từng loại dược liệu vào trong lò luyện đan rồi khởi động ngọn lửa dưới đáy lò dương ngân hậu quan sát thấy quy trình ban đầu của các đông hút không có gì khác biệt so với lần trước nhưng sự cẩn trọng và tinh tế trong từng động tác của hắn lại khiến hắn nhận ra rằng lần này có điều khác biệt. Chỉ sau nửa giờ điều khiển lửa, trán của các đông hút đã lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là hắn đang dùng hết sức mình vào việc kiểm soát quá trình này. Không chỉ là điều khiển lửa, các đông hút còn phải chia sẻ thần niệm để theo dõi sự biến đổi của âm dương ngũ hành bên trong lò luyện đan. Sâm núi Các đông hút gọi lên, phá tan sự kinh ngạc của dương ngân hậu dương ngân hậu nhanh chóng lấy ra một cây nhân sâm trăm năm các đông hút cẩn thận tách từng phần nhỏ của nhân sâm và cho vào lò sau đó tiếp tục tăng thêm lượng dược liệu theo từng giai đoạn nhưng mỗi lần đều rất cẩn trọng cái này dương ngân hậu không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ hắn đã cảm thấy rằng sư đệ của mình đang dần lĩnh ngộ được một phần huyền bí của luyện đan thuật qua thêm một giờ các đông hút đã thấm đẫm mồ hôi sau khi gọi thêm nhiều loại dược liệu khác hắn cẩn trọng từng bước như thể đang đi trên băng mỏng. Cuối cùng, một mùi thơm ngát bắt đầu lan tỏa từ lò luyện đan. Đan hương. Dương Ngân Hậu không kìm được cảm xúc, hai mắt sáng rực lên. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng, hoành, phá tan bầu không khí hy vọng, và mùi thơm ngát kia nhanh chóng biến thành khói đen. Các đông hút biến sắc, vội vàng mở lò luyện đan ra, chỉ để thấy bên trong là một đống mảnh vỡ và khói đen phun lên trời. Nhìn vào trong lò luyện đang không còn gì ngoài các mảnh vụn vỡ, Các Đông Húc và Dương Ngân Hậu không hề tỏ ra thất vọng, ngược lại cả hai đột nhiên ngẩng mặt lên trời và cười lớn một cách sảng khoái. Ha ha, giả tràng xe cát. Giả tràng xe cát. Các Đông Húc vỗ đùi, vừa cười vừa nói, như thể vừa trải qua một cơn điên. Ha ha, đúng, giả tràng xe cát. Giả tràng xe cát. Dương Ngân Hậu cũng vỗ râu, cười lớn không kém thậm chí đôi mắt lão cũng mờ mờ hiện lên những giọt nước mắt lấp lánh. Sau một hồi, cả hai mới dần dần bình tĩnh lại. Các đông hút không lập tức tiếp tục mở lò luyện đan, bởi vì lần luyện đan vừa rồi đã khiến hắn vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một ngày để hồi phục và suy ngẫm về quá trình vừa qua. Khi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, các đông hút nhận ra rằng phương pháp của mình không sai, nguyên nhân thất bại là do thiếu kinh nghiệm. Giống như việc thực hiện thí nghiệm chuẩn độ trong hóa học, khi gần đạt đến điểm giới hạn, cần phải kiểm soát tốc độ một cách nghiêm ngặt một dọc quá nhiều hay quá ít đều có thể dẫn đến sai lệch các đông hút gặp khó khăn ở chỗ này không kiểm soát được sự biến đổi nhỏ nhặt đó khi đạt đến thời điểm mấu chốt nhất sự cân bằng âm dương ngũ hành bị phá vỡ dẫn đến kết quả thất bại sau khi hiểu rõ nguyên nhân các đông hút ngồi thiền để điều hòa cơ thể rồi bắt đầu một lần nữa mở lò luyện đan khi tiến đến giai đoạn cuối cùng của việc luyện đan các đông hút thận trọng hơn rất nhiều so với lần trước hắn không chỉ chú ý đến việc thêm dược liệu mà còn quan sát kỹ càng sự biến đổi âm dương ngũ hành trong lò luyện đan, cũng như kiểm soát ngọn lửa một cách chính xác. Cuối cùng, một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa từ lò luyện đan, kéo dài không dứt. Ha ha! Đan thành! Các đông hút cười lớn, sau đó mở lò luyện đan. Trong lò luyện đan, ba viên thuốc màu xanh biếc đang lặng lẽ nằm. Những viên đan này giống như những hạt châu, bề mặt mơ hồ lấp lánh ánh sáng, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Đây là đan dược, chính là đan dược trong truyền thuyết. Không ngờ rằng Dương Ngân Hậu ta, có một ngày cũng được tận mắt chứng kiến. Dương Ngân Hậu cầm lấy một viên thuốc, tay run rẩy vì kích động. Đây là ích khí bồi nguyên đan, một loại đan dược sơ cấp có thể tăng cường thể chất và bồi bổ nguyên khí của con người. Dược hiệu không quá mạnh, nhưng an toàn và không có tác dụng phụ. Các đông hút giải thích, sau đó ném một viên vào miệng viên đan dược ta ngay trong miệng biến thành một dòng năng lượng thanh mát lan tỏa khắp cơ thể làm các đông hút cảm thấy tinh thần như được thổi bùng lên mệt mỏi biến mất một phần đáng kể không tệ không tệ mặc dù đan dược này không có nhiều hiệu quả đối với ta thậm chí với sư huynh cũng có hạn nhưng đối với mộ dung thì vẫn rất có giá trị và có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử sau này các đông hút cẩn thận kiểm tra ích khí bồi nguyên đan trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng dương ngân hậu thấy vậy cũng không kìm nén được Cầm một viên ít khí bồi nguyên đang lên và nuốt vào. Dù đã gần đạt đến luyện khí tầng 7, đan dược này vẫn mang lại cho Dương Ngân Hậu một dòng năng lượng mạnh mẽ. Hắn không dám lãng phí, lập tức ngồi thiền để tiêu hóa và hấp thu dòng năng lượng này. Đan dược quả nhiên phi phàm. Một viên thuốc này ít nhất cũng bù đắp được hơn nửa tháng tu luyện của ta. Dương Ngân Hậu sau khi tiêu hóa đan dược, đứng dậy với vẻ mặt đầy cảm kích và xúc động. Với tuổi tác của Dương Ngân Hậu, việc tu luyện của hắn chính là cuộc chiến với thời gian. Để sống lâu hơn và đạt đến tu vi cao hơn, từng bước tu luyện đều vô cùng quý giá. Một viên đan dược có thể bù đắp hơn nửa tháng tu luyện, đối với hắn, đó không chỉ là một món quà mà còn là cơ hội để theo đuổi sự sống lâu và thăng tiến trong tu vi. Sư huynh không cần phải lo lắng. Đây mới chỉ là ít khí bồi nguyên đan, một khi ta luyện thành âm dương thủy hỏa đan, đừng nói luyện khí tầng 8, ngay cả long hổ cảnh cũng có hy vọng. Khi đó, tuổi thọ sẽ tăng lên đáng kể, và sư huynh sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống và nghiên cứu đại đạo. Các đông hút mỉm cười nói. Long hổ cảnh. Dương Ngân Hậu nhìn các đông hút với ánh mắt đầy khao khát, mơ ước về một tương lai tu luyện cao hơn. Dương Ngân Hậu đặt tay lên vai các đông hút, không nói gì thêm. Hắn biết rằng mọi lời nói cũng không thể đủ để biểu đạt lòng cảm kích của mình đối với sư đệ này. Các đông hút vỗ nhẹ tay Dương Ngân Hậu, mỉm cười rồi ngồi xuống điều tức. Sau hai ngày luyện đan liên tục, các đông hút đã luyện thành 6 lò ít khí bồi nguyên đan, tổng cộng 18 viên, thất bại 3 lò. Tỷ lệ thành công đạt hơn 60%, một con số đáng kinh ngạc đối với người mới bắt đầu luyện đan. Đông hút, dược liệu còn lại không nhiều, hơn nữa phàn hồng và từ lũy cũng đã đến từ lâu. Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không? Luyện đan cũng cần có lúc thả lỏng, đừng để mình mệt mỏi quá. Dương Ngân Hậu quan tâm nói. "Ích khí bồi nguyên đang hiện tại đã đạt đến trình độ này, giờ ta cần nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc luyện chế âm dương thủy hỏa đan. Các đông hút gật đầu, sau đó ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Dương Ngân Hậu cảm thấy lòng đầy hy vọng khi nghe các đông hút nói về việc luyện chế âm dương thủy hỏa đan. Nếu thành công, hắn không chỉ có thể đạt đến luyện khí tầng 8 mà còn có cơ hội tiến xa hơn. Sau khi điều tức, các đông hút đứng dậy và chia sẻ sáu viên ít khí bồi nguyên đan cho Dương Ngân Hậu. Sư Huynh, ngươi cầm lấy. Dương Ngân Hậu ban đầu từ chối, nhưng sau khi nghe các đông hút nói, hắn mỉm cười và nhận lấy sáu viên đan dược. Các đông hút cười lớn và vui vẻ thu gom những viên đan dược còn lại, sau đó cùng Dương Ngân Hậu rời khỏi phòng luyện đan. Phòng luyện đan thực chất là phòng thuốc của Dương Ngân Hậu, nằm ở hậu viện và tách biệt với biệt thự của hắn khi các đông húc và dương ngân hậu bước ra khỏi phòng luyện đan họ vòng qua biệt thự và nhìn thấy phiền hồng từ lũy tắc tính và âu dương mộ dung đang đứng trò chuyện trong sân trước thấy các đông húc và dương ngân hậu đi tới phiền hồng và từ lũy vội đứng dậy và cung kính nói tiên sinh dương tiền bối khi có người ngoài họ thường gọi các đông húc là chủ nhiệm nhưng khi riêng tư vì cảm kích sự chỉ điểm của các đông húc họ đều gọi hắn là tiên sinh để thể hiện sự tôn trọng tại nơi này nơi đang phù phái đặt trụ sở, họ tự nhiên gọi các đông hút là tiên sinh. Tắc tính và Âu Dương Mộ Dung cũng vội vàng tiến lên, cúi đầu chào các đông hút và Dương Ngân Hậu. Các ngươi đã đến, chuyện của Kim Sơn Phái đã xử lý xong chưa? Các đông hút mỉm cười hỏi phiền hồng và từ lũy. Đã xử lý xong, may là tiên sinh đã phát hiện kịp thời, nếu để Kim Sơn Phái tiếp tục hoạt động trong thế tục, không biết sẽ gây ra bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Phiền hồng nghiêm túc đáp xử lý tốt là được rồi. Các đông hút gật đầu, không muốn hỏi sâu về việc này, thay vào đó chuyển sang hỏi phiền hồng về việc tu hành của hắn. Dương Ngân Hậu, Âu Dương Mộ Dung và tách tính tự nhiên tránh đi, để lại không gian cho các đông hút và phiền hồng. Phiền hồng hưng phấn, cung kính nói, nhờ tiên sinh nhắc nhở, hiện tại mỗi ngày ta đều rèn luyện chân khí. Tuy rằng cảnh giới không tiến triển, nhưng chân khí trong cơ thể đã tinh thuần và cô động hơn trước, sức mạnh cũng tăng lên mài đao không lầm đốn củi công phu người hôm nay rèn luyện có vẻ như cảnh giới trì trệ không tiến triển nhưng thực chất là đang nện vững cơ sở cho tương lai bù đắp cho những thiếu sót trước đây các đông hút mỉm cười nói sau đó các đông hút lấy ra hai viên ít khí bồi nguyên đan khi đan dược vừa được lấy ra bề mặt xanh lục sáng bóng và hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa đây là đan dược phiền hồng và từ lũy cùng kinh ngạc đứng bật dậy trong lòng họ nổi lên sóng lớn đan dược, dù chỉ là loại sơ cấp, nhưng trong thời đại đạo Pháp suy tàn như hiện nay, nó là một vật trân quý hiếm có. Ngoại trừ các cổ phái như Long Hổ Sơn và Cung Lôn, rất ít môn phái khác có thể giữ được loại bảo vật này. Ngay cả phiền hồng, chủ nhiệm Cục Quản lý Dị Năng, cũng lần đầu tiên được thấy đan dược. Đúng vậy, đây là ích khí bồi nguyên đan. Nó có thể tăng cường sức mạnh thể chất và bồi bổ nguyên khí, các đông hút gật đầu nói, rồi tiếp tục giải thích tâm là chủ thần, là nguồn mạch, ngũ tạng lục phủ là đại chủ. Tâm chủ quản hai kinh mạch chính, thủ thiếu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bào kinh. Các ngươi hiện đã đạt luyện khí tầng 4, bước tiếp theo là luyện khí tầng 5, cần mạnh mẽ kinh mạch tâm kinh và mở ra luồng khí xoáy đầu tiên trong tim. Đây là một ngưỡng cửa quan trọng đầy thử thách. Nếu không cẩn thận, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm thần kinh mạch, khiến việc tiến bộ sau này trở nên vô cùng khó khăn. Phiền hồng và từ lũy nghe vậy, mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Ta yêu cầu ngươi rèn luyện chân khí là vì lý do này. Trước đây ngươi tu hành có thiếu sót, dẫn đến chân khí không thuần khiết, tuy tu vi cao hơn từ lũy nhưng cơ sở không vững chắc. Nếu cố gắng đột phá luyện khí tầng 5, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm thần kinh mạch, khiến việc tiến bộ sau này trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí cần thời gian dài để hồi phục, các đông hút tiếp tục giảng giải đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm, giúp ta tránh được một kiếp nạn, phiền hồng cúi đầu cảm ơn. Ngươi và ta không cần khách khí, các đông hút xua tay nói, rồi đưa mỗi người một viên ít khí bồi nguyên đan. Khi đột phá luyện khí tầng 4, sử dụng viên đan dược này sẽ giúp các ngươi vượt qua một phần khó khăn và giảm thiểu nguy hiểm. Phiền hồng và từ lũy cả người rung lên, không dám tin vào mắt mình. Tiên sinh, đan dược này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận được, cả hai liên tục từ chối đan dược này tuy quý nhưng đối với ta không còn hiệu quả gì các ngươi cầm lấy đan phù phái không có nhiều đệ tử trong giới kỳ môn ta cũng không có nhiều bằng hữu các đông húc cười nhạt nói ngầm ám chỉ rằng hắn coi họ là những người bạn đáng kết giao tạ ơn tiên sinh cả hai cuối cùng cũng chấp nhận cung kính nhận lấy đan dược và cẩn thận cất giữ sau đó các đông húc tiếp tục trò chuyện với họ về việc tu luyện đặc biệt là phiền hồng người bận rộn với công việc và hiếm khi có cơ hội gặp mặt các đông hút phiền hồng tranh thủ thời gian để hỏi nhiều vấn đề các đông hút đều tận tình giải đáp sau khi trò chuyện một hồi lâu phiền hồng và từ lũy thu được không ít kiến thức và thấy thời gian đã muộn họ quyết định cáo từ trước khi họ rời đi các đông hút còn bảo âu dương mộ dung các khoảng trăm cân thịt đại linh xà để họ mang về tuy thịt xà không sánh được với đan dược nhưng vẫn chứa nhiều tinh khí quý báu, là vật bổ dưỡng không có tác dụng phụ. Sau khi tiễn họ đi, các đông hút không nghỉ ngơi mà chọn thêm linh xà, rết, bò cạp và một số dược liệu quý giá để chế biến thành 50 thùng rượu thuốc, rồi cất giữ chúng trong hang động mà hắn tự đào. Rượu thuốc lần này không chỉ tốt hơn so với trước đây, mà còn có thể cải thiện thể chất và kéo dài tuổi thọ khi sử dụng đều đặn. Khi đã sử dụng hết số bò sát từ hố trời, các đông hút không còn nhiều nguyên liệu, chỉ còn lại một số ít vật kịch độc hắn quyết định tặng những vật kịch độc này cho tắc tính tắc tính sử dụng một loại cổ trùng bản mệnh là sông đầu xà cần bổ sung độc vật để tăng cường tu vi với số lượng vật kịch độc này sông đầu xà của tắc tính sẽ được bổ sung một lượng lớn tinh hoa cảm tạ trưởng môn sư thúc tắc tính nhận lấy món quà quý giá xúc động đến mức râu mép cũng rung lên không ngừng vội vã cúi đầu tạ ơn các đông hút ở bạch vân sơn đã điều chỉnh trong hai ngày đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng các dược liệu cần thiết để luyện chế âm dương thủy hỏa đan khi đã sẵn sàng hắn chuẩn bị mở lò luyện đan lần thứ hai lần này việc luyện đan hoàn toàn khác với những lần trước không chỉ đan dược có cấp bậc cao hơn ít nhất một hoặc hai đẳng cấp so với ít khí bồi nguyên đan mà trong đó vị thuốc chính còn là linh dược cấp cao đảm dịch bên trong xà đảm chỉ đủ để các đông hút luyện chế bốn lô nếu cả bốn lô đều thất bại, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ duyên tiếp theo. Vì vậy, lần này các đông hút không dám chút nào lơ là. Các đông hút nhanh chóng bắt đầu luyện đan, tập trung thần niệm vào lò luyện đan, không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Một âm một dương, nhất thủy nhất hỏa. Âm dương cần phải giao hợp, thủy hỏa cần phải giao hòa, như thể đang thai ngén một sinh mệnh. Các đông hút nhanh chóng nhận ra rằng việc luyện đan lần này không chỉ đơn thuần là sự kết hợp của âm dương ngũ hành, mà bên trong còn ẩn chứa huyền bí của sinh mệnh thiên địa. Những huyền bí này hiện tại đối với hắn còn rất sâu sắc. Các đông hút có một trực giác rằng dù lần này thành công hay thất bại, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hắn trong việc tìm hiểu long hổ cảnh sau này. Lò thứ nhất thất bại. Các đông hút không hề thất vọng vì đây là điều đã dự đoán trước hắn không tiếp tục luyện đan lô thứ hai ngay mà bước ra khỏi phòng luyện đan, ngồi trên cỏ ở hậu viện suốt một ngày một đêm, trong đầu không ngừng tái hiện lại khoảnh khắc khi âm dương giao hợp, thủy hỏa giao hòa, như thể thai ngén một sinh mệnh kỳ diệu. Lò thứ hai vẫn thất bại. Các đông hút lại ngồi thiền ở bãi cỏ hậu viện suốt một ngày một đêm. Lò thứ ba cũng thất bại. Các đông hút tiếp tục ngồi thiền ở hậu viện, rồi sau một ngày một đêm, hắn một lần nữa vào lò luyện đan. Nửa ngày sau, đột nhiên từ lò luyện đang phát ra hai luồng khí tức, một đen một trắng, một âm một dương, đang xen vào nhau, như nước và lửa giao hòa. Đang thành. Dương Ngân Hậu thấy vậy, hai mắt lóe lên tinh quang, trong khi các đông hút vẫn lặng im, thậm chí không mở lò luyện đan, mà chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, nhập định. Trong thức hải, biển mây mịt mờ dần tản đi, một khoảng trời sáng sủa hiện ra, rộng lớn hơn trước ít nhất một nửa. Không chỉ vậy, từ biển mây, hào quang năm màu phóng lên trời, rồi chiếu xuống khoảng trời sáng sủa kia. Hào quang năm màu chiếu xuống, các đông hút cảm nhận được thần niệm trở nên mạnh mẽ, chân khí trong kinh mạch cũng lớn mạnh hơn. Chân khí chảy qua túc thiểu dương đảm kinh, sau đó vọt vào đảm tạng, hình thành một luồng khí xoáy, chậm rãi chuyển động, làm cường tráng thêm đảm tạng. Luyện khí tầng 11 Các đông hút chậm rãi mở mắt ra, mắt tràn đầy niềm vui mừng hắn không ngờ lần luyện đan này không chỉ giúp hắn luyện chế thành công âm dương thủy hỏa đan mà còn giúp hắn tru luyện thần niệm hiểu thêm về huyền bí của âm dương thủy hỏa kích hoạt ngũ hành càng không thạch tiến tới đột phá luyện khí tầng 11. việc thăng cấp lên luyện khí tầng 11 không phải điều khiến các đông hút ngạc nhiên vì sau khi phục dụng một dọc chung linh nhũ hắn đã tiến gần đến ngưỡng cửa này chỉ cần khoảng nửa năm là có thể thăng cấp điều khiến các đông hút vui mừng thực sự là việc luyện đan có thể rèn luyện thần niệm và cảm ngộ thiên địa đại đạo long hổ cảnh bên trong hỏa thấy chân long bên trong nước biết chân hổ không biết thủy hỏa làm sao có thể thấy chân long từ hỏa biết chân hổ từ nước lần luyện đan này các đông hút đã chân chính nhòm ngó một tia huyền bí của âm dương thủy hỏa có thể nói lần này đã giúp hắn tiếp cận được huyền bí của long hổ cảnh như vậy cơ hội đột phá long hổ cảnh sẽ rất lớn sư đệ ta thật không biết nên tán dương ngươi thế nào dương ngân hậu thấy các đông hút không chỉ luyện chế thành công âm dương thủy hỏa đan mà còn cảm ngộ đại đạo và đột phá cảnh giới kích động lẫn kính nể đan đạo cũng là một con đường tu hành ẩn chứa nhiều huyền bí thiên địa ngày nào sư huynh bắt đầu luyện chế đan dược chắc chắn sẽ có nhiều lĩnh ngộ các đông hút mỉm cười nói ta muốn mở lò luyện đan thì còn sớm lắm tuy nhiên có ngươi làm sư đệ chắc chắn ta sẽ có một ngày như thế dương ngân hậu khao khát nói nhất định sẽ có ngày đó. Các đông hút gật đầu, rồi mở lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan, một viên đan dược hai màu đen trắng, cỡ bằng mắt trâu, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Âm dương thủy hỏa đang khó luyện, với trình độ của các đông hút hiện nay, một lò chỉ có thể luyện chế được một viên. Các đông hút cầm viên đan dược lên, tuy bề ngoài hai màu đen trắng không có gì đặc biệt, nhưng hắn có thể cảm nhận được phần màu trắng nóng như lửa, còn phần màu đen mát mẻ như nước một âm một dương, một lạnh một nóng, nhất thủy nhất hỏa, dù hai tính chất trái ngược nhưng lại hoàn mỹ dung hợp trong viên đan dược này. Sư huynh, viên thuốc này ngươi hãy giữ cẩn thận. Các đông hút sau khi quan sát và cảm thụ viên thuốc, đưa nó cho Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu không từ chối, nhận lấy âm dương thủy hỏa đan, cũng tinh tế quan sát và cảm thụ, sau đó trân trọng đặt vào hộp ngọc. Luyện đan xong, các đông hút dự định khởi hành về trường học. Nhưng vì ngày mai là ngày tốt để hạ tán, hắn quyết định ở lại Bạch Vân Sơn thêm một ngày. Ngày hôm sau, sáu vị môn nhân của Đan Phù Phái, bao gồm cả Tắc Tính, đệ tử ký danh của hai đời, đồng loạt tổ chức nghi thức long trọng, tra nghi mai tán hài cốt của lão tổ tại một ngôi mộ gần nhậm dư. Sau khi mai tán lão tổ, các đông hút chia sáu viên ít khí bồi nguyên đan cho cha mẹ, giữ lại bốn viên cho mình. Sau đó, hắn nhắc nhở cha mẹ rằng trong núi có nhiều rượu thuốc rất tốt, có thể đem biếu cho nhà ông ngoại và vài người thân những người này đều là thân thích của mình các đông hút tuy không thể dẫn họ tu hành nhưng việc bảo đảm họ sống thọ sống khỏe hơn vẫn có thể các đông hút từ nhỏ đã học y với nhậm diêu biết phân biệt thảo dược và pha chế rượu thuốc rượu thuốc của hắn rất tốt và nhà hắn ngoại cùng mấy đường thuốc bá da đều biết điều đó vì vậy trước đây các đông hút thường xuyên biếu rượu thuốc cho nhà ông ngoại và các thuốc bá chỉ có điều ngoại trừ cha mẹ các đông hút không ai biết cụ thể về y thuật của hắn hay việc hắn tu hành pháp thuật với nhậm diêu lần này khi cha mẹ đưa rượu thuốc cho nhà ông ngoại và các thuốc bá họ không hề lo lắng nghi ngờ chỉ cần nói rằng các đông hút đã hái được thảo dược quý hiếm số lượng có hạn chỉ có thể chia cho thân thích và chỉ nên uống ít đối với thịt đại linh xà đó là món ăn bổ dưỡng cho tu hành giả có thể ăn như món cơm hàng ngày các đông hút nhắc cha mẹ sau khi họ hoàn toàn luyện hóa giọt chung linh nhũ, họ có thể thỉnh thoảng dùng linh xà thịt để tăng cường thể chất và tu vi. Âu Dương Mộ Dung cũng có thể dùng linh xà thịt thường xuyên. Dù linh xà thịt có gần 20 tấn, nhưng đủ cho họ ăn trong thời gian dài. Với tắc tính và dương ngân hậu, tu vi đã cao và thiên phú mạnh, chỉ cần thỉnh thoảng dùng linh xà thịt để giải ngấy, không cần dùng hàng ngày để tránh lãng phí. Sau khi thông báo với cha mẹ và Dương Ngân Hậu cùng những người khác, các đông hút dời đi 10 bình rượu thuốc cùng mấy mươi cân thịt đại linh xà, đặt tất cả lên xe mang theo. Lần này, rượu thuốc kết hợp với thịt đại linh xà không chỉ có tác dụng cường thân kiện thể rất tốt, mà hương vị cũng hoàn toàn vượt trội so với rượu thịt thông thường. Đây là những thứ trên thị trường có tiền cũng khó mà mua được. Các đông hút vốn đã chuẩn bị đi kinh thành từ tháng giêng để chúc Tết Phùng Sư Huynh. Chỉ vì chuyện hố trời và luyện đan mà kéo dài đến tận tiết nguyên tiêu, thậm chí đã đến ngày tự trường. Do đó, hắn quyết định cuối tuần này đi kinh thành một chuyến, vừa để chúc Tết muộn, vừa tiện mang theo rượu thuốc và thịt đại linh xà tặng phùng sư huynh. Lão nhân gia đã 90 tuổi, tuy rằng nhờ sự trợ giúp của các đông hút, thân thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, không giống như một lão nhân 90 tuổi. Nhưng tuổi tác vẫn lớn, dù trong cơ thể vẫn còn mạnh mẽ, nhưng ngũ tạng lục phủ dần dần yếu đi bất kể là rượu thuốc hay thịt đại linh xà đều chứa tinh lực tinh khiết có thể cường thân kiện thể trì hoãn sự già yếu của cơ thể hơn nữa còn không có tác dụng phụ phùng lão mỗi ngày uống một ít ăn vặt một chút là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất sau khi trở lại tỉnh thành các đông hút tạm thời gửi rượu thuốc và thịt đại linh xà ở nhà trọ nhã đô hoa viên rồi trở về trường học tiếp tục đi học thoáng cái đã đến thứ sáu Tối hôm đó, các đông hút lên chuyến bay đi Kinh Thành. Khi đến nơi, trời cũng đã khoảng 8 giờ tối. Người đến đón hắn chính là Phùng Trần Thanh, trưởng tôn của Phùng Lão. Thường ngày, các đông hút đến Kinh Thành chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, thậm chí có khi chỉ đeo một cái túi sách, rất đơn giản. Nhưng hôm nay, hắn lại gửi vận chuyển hai cái rương lớn, một chứa rượu, một chứa thịt đại linh xà, bên cạnh còn mang theo một chiếc vali nhỏ khi nhìn thấy các đông hút với bao lớn bao nhỏ từ sảnh sân bay đi ra phùng trần thanh không khỏi có chút ngỡ ngàng gần như không tin vào mắt mình điều này hoàn toàn khác với hình ảnh các đông hút trong ấn tượng của hắn trong ấn tượng các đông hút dù còn trẻ nhưng khi ở bên cạnh sẽ cảm nhận được khí chất nhẹ nhàng như mây gió hào hiệp và bình tĩnh khiến người khác khó có thể liên tưởng đến việc hắn mang theo bao lớn bao nhỏ đông hút ngài định đến kinh thành ở lâu dài sao nếu thật vậy ông nội ta chắc sẽ mừng phát rồ lên mất. Phùng Trần Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới giúp đỡ với cái rương. Ha ha, ngươi nói đến mấy thứ này à, đây là quà cho gia gia ngươi. Các đông hút cười nói. Ngài đến thăm ông nội ta là đã làm ông ấy rất vui rồi, đâu cần phiền phức như vậy, cố ý mang quà từ Giang Nam đến. Phùng Trần Thanh nghe vậy hơi giật mình, rồi nói. Những thứ này không mua được ở chỗ khác. Các đông hút cười đáp ngài thật là chu đáo. Thực ra, với giao thông phát triển như hiện nay, rất nhiều đặc sản từ phía Nam cũng có thể mua được ở Kinh Thành. Phùng Trần Thanh nói. Nhưng những thứ này thì khác. Các đông hút cười nhẹ. Phùng Trần Thanh tưởng rằng các đông hút ám chỉ đến tấm lòng của mình, trong lòng không khỏi cảm động, cười cảm kích. Khi trở lại sân viện, đã hơn 9 giờ tối, nhưng Phùng Lão vẫn chưa ngủ, đang ở trong phòng chờ hắn. Thấy các đông hút bước vào, Phùng lão liền tiến lên nắm chặt tay hắn, vẻ mặt vừa cao hứng lại vừa kích động. Điều này khiến Phùng Trần Thanh không khỏi có chút đỏ mắt vì ghen tị. Thật không tiện, sư huynh. Vốn ta muốn đến sớm hơn để chúc Tết ngươi, nhưng sau đó có vài chuyện xảy ra, kéo dài mãi đến bây giờ. Các đông hút nắm chặt tay Phùng lão, trong lòng vừa cảm động vừa ấy nấy. Ha ha, ta biết, ta biết mà. Ngươi lần này lại lập công lớn rồi. 50 tấn hoàng kim, đó là con số khổng lồ. Phùng lão vỗ vai các đông hút, mặt đầy vẻ tự hào. Nào có gì gọi là công lớn, quốc gia không bạc đãi ta, đã trả lại cho ta theo giá thị trường. Các đông hút khiêm tốn nói. Ngươi thật khiêm tốn. Ngươi tìm được lượng lớn hoàng kim từ ngoại cảnh, rồi nộp lên kho quốc gia, giúp tăng dự trữ vàng của đất nước, đó chính là lập công. Quốc gia trả lại cho ngươi theo giá thị trường là điều nên làm. Phùng lão cười, chỉ vào các đông hút nói. Gia Gia, hai người đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì cả? Phùng Trần Thanh đứng bên cạnh nghe mà như lọt vào sương mù, không nhận được tò mò hỏi. Phùng Trần Thanh là trưởng tôn của Phùng Gia, tính tình trầm ổn, là người dẫn đầu trong thế hệ ba của Phùng Gia. Hiện tại, hắn đang được bồi dưỡng trọng điểm, nên khi thấy hắn hỏi, Phùng Lão cũng không giấu giếm, mỉm cười kể lại việc các đông hút đã tìm thấy bảo tàng của quân Nhật chôn trong rừng ở Tam Giác Vàng. Dù là Phùng Trần Thanh, một trong những nhân vật trọng yếu của thế hệ trẻ ở Kinh Thành, khi nghe xong lời của Gia Gia, trong lòng hắn không khỏi choáng váng. Tính toán sơ bộ giá trị 50 tấn hoàng kim theo giá thị trường, hắn không khỏi kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, nửa ngày không nói nên lời. Hồi lâu, Phùng Trần Thanh mới lấy lại bình tĩnh, nhìn các đông hút với ánh mắt kính nể, vậy bây giờ ngài không phải đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc rồi sao? Kỳ thực, dù không có số hoàng kim này, với sự phát triển của sản nghiệp mà hắn đang nắm giữ, phỏng chừng chỉ trong một hai năm tới, Đông Húc cũng sẽ ngồi lên vị trí thủ phủ của Trung Quốc. Phùng Lão nói, cảm khái. 19 tuổi mà đã nửa bước thành thủ phủ. Tiền nhiều hơn cũng chỉ là con số. Thực ra, lần này ở Tam Giác Vàng, ta không chỉ tìm được bảo tàng của quân Nhật, mà còn tìm được vài thứ quý giá. Những thứ này có tiền cũng không mua được. Các đông hút nói rồi mở một trong những chiếc trương mang theo. Bên trong là năm bình rượu thuốc và khoảng 50 cân thịt đại linh xà. Đây là gì? Phùng Lão và Phùng Trần Thanh nhìn thấy đều tỏ vẻ nghi hoặc. Vì bình rượu đã bịt kín, họ không thể nhận ra có gì đặc biệt. Còn thịt đại linh xà, sau khi lột da, màu trắng tinh khiết, lại được đông lạnh, họ càng không thể đoán ra đó là gì, chỉ biết là thịt của một loại động vật nào đó. Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt hai người, các đông hút không khỏi cười thần bí, rồi mở nắp một vò rượu. Khi rượu vừa được mở, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Rượu ngon. Trần Thanh, mau lấy chén rượu đến. Phùng lão, vốn là người yêu thích rượu ngon, nghe thấy hương rượu liền không khỏi bị kích thích, lập tức dặn dò Trần Thanh. Gia gia, thân thể của ngài, Phùng Trần Thanh nghe vậy nhắc nhở. Thực ra, từ khi Phùng Lão tuổi già, thân thể yếu đi, hắn đã cai rượu. Dù sau này được các đông hút trị liệu, nhưng vì tuổi cao, hắn cũng rất ít khi uống rượu. Ngươi đúng là đứa cháu ngốc, đông hút là ai? Hắn từ xa mang rượu này đến, chẳng lẽ lại là loại rượu bình thường? Rượu này, người khác muốn uống còn không được. Phùng Lão cười, chỉ vào Trần Thanh nói. Phùng Trần Thanh tự nhiên là người thông minh, chỉ là do quá quan tâm đến sức khỏe của Gia Gia nên hắn mới lo lắng. Nhưng khi Phùng Lão nhắc nhở, hắn mới chợt nhớ đến y thuật và tu vi xuất thần nhập hóa của các đông hút. Hắn liền vỗ tráng, sau đó vội vã đi lấy chén rượu. Chỉ trong vòng 2 phút, Phùng Trần Thanh đã quay lại phòng, mang theo 3 ly rượu. Thấy Phùng Trần Thanh cầm 3 ly rượu về, rõ ràng đã tính cả phần của mình, phùng lão chỉ vào hắn rồi cười nói với các đông húc tiểu tử này giờ biết ngươi mang đồ tốt đến không cần ai nhắc đã tự mình tính một phần rượu này có hiệu quả mạnh mỗi ngày chỉ có thể uống một chén nhỏ một vò có thể uống trong một năm rưỡi ta mang năm vò đến đây là để sư huynh cùng gia đình có thể dùng dần các đông húc cười nói đông húc ngươi thật chu đáo phùng lão cảm động vỗ vai các đông húc nói sư huynh Ngươi nói vậy thì khách khí quá rồi. Các đông hút cười đáp. Ha ha, đúng, đúng, khách khí, khách khí. Phùng lão cười, tự mình thừa nhận sự khách sáo, rồi chỉ vào ly rượu nói với Phùng Trần Thanh, còn đứng đó làm gì? Rót đi. Phùng Trần Thanh cười hì hì, nhanh chóng rót đầy hai ly và chỉ rót nửa ly cho mình. Khi rượu được rót ra, hương thơm càng nồng nặc hơn. Phùng lão không kìm được mà nhấp một ngụm nhỏ ngay lập tức một dòng nhiệt lưu lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn cảm thấy cả người ấm áp trong trời đông phung lão không khỏi ngạc nhiên hỏi đây là rượu thuốc gì mà thần kỳ như vậy trong rượu này ngoài các dược liệu quý theo phương pháp cổ truyền ta còn cho vào một ít thịt linh xà người thường mỗi ngày uống một chén nhỏ có thể hoặc lạc kinh mạch cường tráng thể phách kéo dài tuổi thọ các đông hút mỉm cười trả lời phùng lão từng học được một ít phương pháp thổ nạp từ nhậm diêu hiểu rõ rằng những sinh vật nhiễm linh khí rất quý giá. Nghe vậy, hắn không khỏi kinh ngạc, nói: thật là đồ tốt, thứ tốt a. À. Sau đó, phùng lão vào phần thịt trắng trắng tinh, hỏi: còn đây là gì? thịt trắng. các đông hút miệng cười đáp: thịt trắng. nghe được câu trả lời này, phùng lão còn có thể duy trì sự bình tĩnh, nhưng phùng trần thanh thì không, tay hắn trung lên, suýt nữa làm đổ rượu trong ly. Bởi vì các đông hút đã cắt một đoạn thịt trắng mang theo, đoạn đó to bằng một cái thùng nước, nên khi nghe đó là thịt trắng, trong lòng Phùng Trần Thanh không khỏi kinh hãi. Đúng vậy, thịt trắng. Da của nó đau thương bất nhập, nếu nó còn sống, phỏng chừng sắp có thể thành yêu thành tinh. Các đông hút nhớ lại trận chiến trong hố trời với nó, không khỏi xúc động. Nghe nói da xà này đau thương bất nhập, Phùng Trần Thanh cảm thấy như đang nghe truyện tiểu thuyết, đường đường là trưởng tôn của Phùng Gia, nhưng hắn không thể không trợn tròn mắt thịt trắng này rất ngon hơn nửa hiệu quả dưỡng sinh và kiện thể còn vượt qua cả rượu thuốc này sư huynh mỗi ngày không thể ăn nhiều tối đa chỉ nên ăn khoảng nửa cân mỗi bữa các đông hút nói rồi dùng ngón tay cắt một miếng nhỏ thịt trắng sau đó bấm một pháp quyết một đám lửa bỗng dưng bùng lên nướng miếng thịt trắng đó mùi thịt thơm lan tỏa khắp nơi nhưng phùng trần thanh chỉ chăm chú nhìn các đông hút tự nhiên nướng thịt trắng không để ý đến mùi thơm. Phùng lão, dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, đã từng chứng kiến người thi triển pháp thuật. Thấy các đông hút tùy ý thi triển pháp thuật, tuy có vẻ khiếp sợ nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh. Dĩ nhiên, việc hắn không phải là người trong giới kỳ môn cũng là lý do, nên hắn không biết rằng chiêu này của các đông hút là hư không họa phù, một cảnh giới thuộc về truyền thuyết trong kỳ môn hiện nay. Nếu không, dù có kiên nhẫn, hắn cũng khó mà giữ được bình tĩnh khi thịt trắng đã nướng xong các đông hút cắt hai miếng nhỏ chia cho phùng lão và phùng trần thanh rồi cười nói đêm nay chúng ta cùng thưởng thức thịt trắng và uống rượu phùng trần thanh thất thần nhận lấy miếng thịt trắng cho đến khi thấy các đông hút nâng chén hắn theo phản xạ cũng nâng chén nhấp một ngụm rượu thuốc và cắn một miếng thịt trắng lúc đó mới cảm thấy toàn thân chấn động đôi mắt sáng lên ta nói đông hút ngươi mang đồ tốt như thế cho ta lại không cho phép ta nhiều uống nhiều ăn đây chẳng phải là hại ta sao phùng lão cắn một miếng thịt trắng đôi mắt sáng trực lên rồi cười khổ nói ha ha ta cũng không có cách nào khác thấy phùng lão với vẻ mặt khổ sở các đông hút không nhịn được cười to ngày hôm sau là thứ bảy buổi sáng các đông hút cùng phùng lão đi bộ trò chuyện và uống trà trong tứ hợp viện đến trưa con gái và con rể của phùng lão phùng gia huệ và phương phi trở về từ công việc để ăn trưa cùng các đông húc và phùng lão phùng gia huệ và phương phi đều là lãnh đạo công việc bận rộn dù là cuối tuần cũng không dễ dàng có thời gian rảnh rỗi sau khi ăn trưa vợ chồng phùng gia huệ trò chuyện thêm một lúc rồi phải rời đi vì công việc khi họ rời đi phùng lão lo lắng rằng các đông húc người trẻ tuổi sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở cùng mình vì vậy hắn đề nghị phùng trần thanh đưa các đông húc đi dạo khắp nơi không cần đâu sư huynh trần thanh có việc riêng không cần thiết phải bận tâm đến ta hơn nữa ta ở kinh thành cũng có vài người bạn học vừa vặn muốn đi thăm họ các đông húc khéo léo từ chối vậy cũng được ngươi là cao nhân trong kỳ môn trần thanh là người theo con đường quan lộ các ngươi dù đều là người trẻ tuổi nhưng có lẽ không có nhiều chuyện để nói với nhau ta sẽ cho người sắp xếp cho ngươi một chiếc xe, ngươi cứ tự do đi lại. Phùng lão nghe vậy, gật đầu nói. Sau đó, Phùng lão sai người chuẩn bị cho các đông hút một chiếc xe díp với biển số đặc biệt. Các đông hút tuy không thích khoe khoang, nhưng biết rằng Phùng lão lo lắng cho an toàn của mình nên đã sắp xếp như vậy, hắn cũng không từ chối ý tốt của hắn. Lái chiếc díp, các đông hút trước tiên đến trường của tưởng lệ lệ. Lần này đến Kinh Thành, các đông hút không đột nhiên tập kích, mà đã gọi điện thoại cho Tưởng Lệ Lệ trước khi đến. Tuy nhiên, hắn không đưa ra thời gian cụ thể khi nào sẽ đến, chỉ nói rằng sẽ đến khi xong việc. Bảo vệ trường học tất nhiên không dám cản chiếc xe với biển số đặc biệt như vậy, các đông hút lái xe thẳng vào trường, sau đó tìm một chỗ đổ xe và đi bộ đến ký túc xá nữ nơi Tưởng Lệ Lệ ở, khác với lần trước khi hắn đến vào kỳ nghỉ hè, lần này trường học đã khai giảng không bao lâu, ký túc xá nữ sinh người qua lại rất nhiều. Các đông hút không muốn gây sự chú ý và bị một đám nữ sinh vây quanh. Đến dưới lầu ký túc xá, các đông hút mới gọi điện thoại cho tưởng lệ lệ. Khi biết các đông hút đã đến dưới lầu, tưởng lệ lệ vui mừng reo lên một tiếng, nói rằng mình sẽ xuống ngay, rồi nhanh chóng cúp máy. Trước khi cúp, các đông hút còn nghe thấy tiếng xôn xao vội vã từ đầu dây bên kia, khiến khóe miệng hắn không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Ta hiểu rồi, vì vậy ngươi thấy đấy, ta cũng không làm gì quá đáng với tên nhà quê này trần kiện hâm vỗ vỗ tay sau đó đặt tay lên vai khâu tử vi rồi nói lên xe đi được rồi hâm ca khâu tử vi trả lời một cách ngọt ngào sau đó bước lên xe bmw trần kiện hâm liếc nhìn trình nhạc hạo kẻ đang lồn cồn bò dậy từ dưới đất mắt đầy căm hận nhìn hắn trần kiện hâm cười khẩy rồi ngồi vào xe vừa đóng cửa vừa nói nhớ kỹ này tên béo sau này gặp ta thì tránh xa một chút nói xong Trần Kiện hâm đóng cửa xe, rồi cho xe chạy, lướt đi nhanh như một làn khói, biến mất không còn dấu vết. Đội trưởng, tên này không phải đã đi Australia du học rồi sao? Sao lại trở về? Một bảo vệ nhỏ giọng hỏi đội trưởng bảo vệ trường. Ngươi ngốc cà. Nhà hắn có tiền có thế, đi Australia chẳng khác gì đi chơi, không muốn chơi thì về thôi. Đội trưởng bảo vệ tức giận đáp, sau đó tiến đến hỏi Trình Nhạc Hạo, bạn học, ngươi không sao chứ? Trình Nhạc Hạo lắc đầu, không nói gì. Không sao là tốt rồi. Người trẻ tuổi không nên quá xung động. Đến trường là để học, không phải để tranh giành tình yêu và đánh nhau. Còn về Trần Kiện Hâm, ta khuyên ngươi sau này nên tránh xa hắn ra. Nhà hắn thế nào ta không cần nói nhiều, chỉ biết rằng cha hắn là chủ tịch của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, tài sản cá nhân ít nhất cũng phải chừng 10 ức. 10 ức đấy ngươi suy nghĩ kỹ đi thông thường khi có đánh nhau trong trường dù ai đúng ai sai cả hai bên đều sẽ bị phê bình nhưng hôm nay đội trưởng bảo vệ nhìn trình nhạc hạo với ánh mắt đầy đồng cảm không đưa hắn vào phòng bảo vệ để phê bình ngược lại còn vỗ vai hắn khuyên nhủ một trận rồi mới rời đi trình nhạc hạo đứng ngay ngốc trước cửa ký túc xá nữ sinh chịu đựng ánh mắt đồng cảm tò mò hoặc chế dở từ những người đi qua hồi lâu sau hắn mới lê bước nặng nề rời khỏi ký túc xá trở về phòng của mình, rồi một đầu ngã vào giường, dùng chăn trùng kín đầu. Mãi đến khi trời tối dần, Trình Nhạc Hạo đột nhiên vén chăn lên, xuống giường, rời khỏi trường và bắt taxi thẳng đến công ty nhất nhạc gần Đại học Hoa Thanh. Trên đường đi, hắn gọi điện thoại cho Đỗ Nhất Phàm. Không lâu sau, Đỗ Nhất Phàm đã đứng dưới lầu công ty, thấy Trình Nhạc Hạo mắt đỏ hoe, hai má còn mơ hồ in dấu bàn tay. Mẹ nó, Trình Béo, ngươi làm sao vậy? đỗ nhất phàm nhìn thấy tình trạng của trình nhạc hạo không khỏi giật mình ngươi có phải là anh em của ta không trình nhạc hạo không trả lời mà hỏi lại phí lời chúng ta không phải anh em thì ai là anh em đỗ nhất phàm đáp vậy thì bớt nói nhảm theo ta đi quầy rượu uống một chút trình nhạc hạo ôm chầm lấy vai đỗ nhất phàm nói đỗ nhất phàm vốn là một kỹ thuật viên nếu là bình thường hắn sẽ không cùng trình nhạc hạo điên cuồng như vậy nhưng hôm nay hắn không nói gì thêm chỉ lặng lẽ vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi thẳng tiến đến tam lý lộ con đường nổi danh nhất về quán bar ở kinh thành tam lý lộ nằm ở phía bắc khu sứ quán rất nhiều người nước ngoài làm việc hoặc du lịch tại kinh thành đều biết đến con đường này vì vậy không chỉ có người trong nước mà còn rất nhiều người nước ngoài thường xuyên lui tới đến nơi họ chọn một quán bar trông khá ổn dù đỗ nhất phạm hiện tại đã là tổng giám đốc của một công ty nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một sinh viên đại học và đây cũng là lần đầu tiên hắn đến quán bar trái lại trình nhạc hạo đã đến quán bar vài lần nên rất quen thuộc với việc gọi đồ uống và một ít đồ ăn vặt khi rượu vừa được mang lên trình nhạc hạo liền bắt đầu uống điên cuồng ta nói này tên béo trước tiên kiềm chế một chút ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì đỗ nhất phàm thấy trình nhạc hạo uống rượu điên cuồng vội vàng ngăn lại ta thất tình không ta bị một người phụ nữ lừa triệt để. Nhưng trong lòng ta vẫn nhớ đến nàng, nhớ về những kỷ niệm với nàng, còn hy vọng tất cả những gì xảy ra không phải là sự thật. Ngươi nói xem ta có phải rất ti tiện, rất ngu ngốc không? Trình nhạc hạo hỏi, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, rồi lại cầm lấy một chai bia rót vào cổ họng. Làm sao lại thế được? Mối tình đầu luôn là thứ đẹp đẽ, thuần khiết. Chỉ có thể nói khâu tử vi không có mắt, không biết trân trọng một người đàn ông tốt như ngươi." Đỗ Nhất Phàm nghe xong mới hiểu trình Nhạc Hạo hóa ra là thất tình, lòng không khỏi đau xót, thậm chí còn có chút tức giận. Là bạn thân của trình Nhạc Hạo, Đỗ Nhất Phàm hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho Khâu Tử Vi. Vì Khâu Tử Vi, hắn đã nỗ lực giảm cân, thậm chí lười biếng như hắn cũng bắt đầu đi tập gym. Và vì nàng, hắn đã dùng gần hết số tiền lương mà nhất nhạc công ty trả cho hắn mỗi tháng. Việc công ty trả lương cho Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo là do các đông hút đề nghị. Từ khi thành lập, các đông hút đã yêu cầu Nhất Nhạc công ty hoạt động theo cách chính quy. Tiền của công ty là của công ty, tiền cá nhân là của cá nhân, không thể lẫn lộn. Đương nhiên, nếu có nhu cầu cấp bách, họ có thể thương lượng với nhau để thuyên chuyển tạm thời. Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo đều giữ chức vụ trong công ty, vì vậy công ty phải trả lương cho họ, hơn nửa lương rất cao, lên đến 30% không 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 tệ mỗi tháng. Trong khi đó, lương bình quân hàng năm của người bình thường ở Kinh Thành lúc này chỉ khoảng 20. Không 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 tệ. Không, nàng rất tinh mắt. Nàng đã tìm được một công tử con nhà giàu ở Kinh Thành, một kẻ có bối cảnh lớn. Ngươi biết không? Hắn lái BMW đến đón nàng, nàng lại ôm hắn như một chú chim nhỏ. Vậy mà dù ở bên ta lâu như vậy, chúng ta thậm chí chưa từng ôm như thế. Trình Nhạc Hạo vừa nói, nước mắt càng chảy nhiều hơn, rồi lại tiếp tục uống bia. Đó là bởi vì ngươi không nói cho nàng biết rằng cha ngươi là cổ đông của trà lạnh Thanh Hòa, rằng chúng ta hiện có hơn 100 triệu tệ tài chính trong tài khoản công ty nhất nhạc, và số tiền này do ngươi và ta quyết định. Nếu ngươi sớm nói với nàng, nàng chắc chắn đã sớm ôm chầm lấy ngươi, chứ công tử con nhà giàu kia thì đáng gì. Đỗ Nhất Phàm nói. Đúng vậy. Ngươi nói đúng nàng đúng là loại phụ nữ như vậy trình nhạc hạo giơ chai bia lên và nói vậy nên ngươi bây giờ thực ra nên vui mừng chứ không phải đau khổ với dòng dõi của ngươi tìm một phụ nữ hám giàu còn khó sao đỗ nhất phàm nói ngươi chưa từng yêu đương nhất phàm ngươi nói ta đều hiểu ta hiểu hết nhưng thất tình vẫn thật sự rất đau đớn chỉ có uống say mới có thể quên đi mọi thứ trình nhạc hạo nói Đỗ Nhất Phàm nhìn Trình Nhạc Hạo đang đau khổ tột cùng, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ uống rượu cùng hắn. Thật đã nghiền. Húc ca, ngươi thật tốt. Ngoài sân trường học viện nghệ thuật, tưởng lệ lệ vui mừng kéo tay các đông hút, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nói. Tay hai người cầm theo những túi lớn túi nhỏ, đều là chiến lợi phẩm sau buổi dạo phố cùng nhau buổi chiều. Đối với tưởng lệ lệ, các đông hút luôn cảm thấy có một phần ấy nấy. Mặc dù cô là bạn gái của hắn, nhưng thời gian hắn dành cho cô rất ít. Vì vậy, khi tưởng lệ lệ gặp các đông hút dưới lầu ký túc xá và hỏi hắn muốn đi đâu, hắn đã đề nghị đi dạo phố. Khi nghe các đông hút nói sẽ đi dạo phố, tưởng lệ lệ sững sờ, nước mắt gần như rơi xuống. Có lẽ nếu không phải vì có nhiều người qua lại trước lầu ký túc xá, với tính cách của cô, cô đã sớm ôm chặt lấy các đông hút và trao cho hắn một nụ hôn dài không dứt. Ngươi cũng rất tốt dưới ánh đèn đường trong sân trường các đông hút nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi xinh xắn của tưởng lệ lệ thật sao tưởng lệ lệ hất cầm lên hỏi đương nhiên các đông hút mỉm cười đáp rồi nhẹ vỗ nhẹ vào mông cô nói ngươi chẳng phải nói muốn đi quán bar với ta để trải nghiệm sao mau đem đồ vật lên phòng đi sau đó gọi kim vũ sang và lâm tư khiết xuống cùng kẻo các nàng lại nói ngươi thấy sắc quên bạn hì hì các nàng không dám nói thế đâu trong bóng đêm khuôn mặt tưởng lệ lệ hơi đỏ lên sau đó cô mang theo túi lớn túi nhỏ thật nhanh trở về ký túc xá nữ thấy tưởng lệ lệ mang theo túi lớn túi nhỏ nhanh chóng vào ký túc xá các đông hút cười lắc đầu rồi lấy điện thoại di động gọi cho trình nhạc hạo tuy nhiên gọi mãi mà không ai nhấc máy hắn đành phải gọi cho đỗ nhất phàm lần này cũng không ai bắt máy mãi đến khi các đông hút cao mày gọi lần thứ hai đỗ nhất phàm mới trả lời vừa nhận điện thoại các đông hút liền nghe thấy âm thanh ồn ào từ đầu dây bên kia sao lại ồn ào thế ngươi đang ở đâu các đông hút hỏi lão đại ta với tên béo đang ở quán bar ngươi gọi điện có chuyện gì không đỗ nhất phàm đáp không phải chứ ngươi với nhạc hạo đang ở quán bar các đông hút ngạc nhiên nói trong ấn tượng của hắn đỗ nhất phàm là một kỹ thuật viên chỉ có hứng thú với máy tính, còn quán ba tuyệt đối không phải là nơi hắn thường lui tới. Còn Trình Nhạc Hạo, dù tính cách nhiệt tình hoạt bát, nhưng cũng không phải người yêu thích quán ba. Đúng đấy, tiểu tử Nhạc Hạo này thất tình, nên ta đưa hắn đến quán ba uống rượu giải sầu. Đỗ Nhất Phàm đáp. Ta đi, Nhạc Hạo mà cũng thất tình sao? Các đông hút càng ngạc nhiên hơn. Trong ấn tượng của hắn, Trình Nhạc Hạo là kiểu người gặp một mỹ nữ là thích ngay, thậm chí đến giờ các đông hút vẫn nhớ lần đầu gặp Trình Nhạc Hạo ở thị trấn, khi hắn mặc chiếc quần lót lớn, hứng thú tràn trề kéo các đông hút cùng đi nhìn trộm đổng vũ hơn. Việc nói rằng Trình Nhạc Hạo sẽ thất tình, các đông hút cảm thấy hết sức khó tin. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng hắn thực sự thất tình. Đỗ Nhất Phàm cười khổ đáp. Được rồi, các ngươi đang ở quán ba nào, ta sẽ mang mấy mỹ nữ đến an ủi hắn các đông hút vẫn còn chút khó tin rằng trình nhạc hạo thật sự thất tình, cười dở nói. Chúng ta ở Tam Lý Lộ, a à, lão đại, ngươi cũng ở Kinh Thành sao? Đỗ Nhất Phàm đang nói dở chợt nhận ra điều gì đó. Ngươi nói nhảm sao? Được rồi, ở quán ba nào, ta sẽ dẫn người tới ngay. Các đông hút đáp, tuy không tin trình nhạc hạo sẽ thất tình, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Vậy thì tốt quá ta đang lo nếu tên này thật sự say khước với trọng tải của hắn ta không biết làm sao đưa hắn về đỗ nhất phàm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm vội vàng cung cấp địa chỉ cho các đông hút vừa dứt cuộc gọi với đỗ nhất phàm các đông hút liền thấy tưởng lệ lệ cùng hai bạn cùng phòng kim vũ sang và lâm tư khiết đi xuống một thời gian không gặp kim vũ sang và lâm tư khiết trông rõ ràng thêm phần thành thục và ưu nhã hiển nhiên do công việc và tiếp xúc nhiều với xã hội cả hai đã dần bị ảnh hưởng và thay đổi tuy nhiên khi họ nhìn thấy các đông hút cả hai liền reo lên vui sướng rồi không ngại ngần lao đến ôm chầm lấy hắn lúc này vẻ thành thục và ưu nhã trên người họ dường như biến mất thay vào đó là sự thuần khiết và hoạt bát đúng với lứa tuổi đại học xin nhờ bạn gái ta còn đứng bên cạnh đây các đông hút vỗ vỗ kim vũ sang người vẫn còn ôm chặt lấy hắn cười nói lệ lệ là bạn thân của ta chỉ mượn bạn trai nàng một chút thời gian thôi, nàng sẽ không ghen đâu. Kim Vũ Sa nghịch ngợm chớp mắt, đáp. Dù vậy, cô cuối cùng vẫn buông tay ra. Dù sao, cô cũng không dám quấn quýt lấy hút ca quá mức. Biết các ngươi là bạn thân của lệ lệ, nên ta mới cùng nàng quay lại tìm các ngươi cùng đi chơi, để các ngươi không nói nàng trọng sắc khinh bạn. Các đông hút cười nói. Với một bạn trai như hút ca, lệ lệ có trọng sắc khinh bạn, chúng ta cũng hoàn toàn hiểu được kim vũ sang và lâm tư khiết nói sớm biết vậy ta và lệ lệ đã không quay lại rồi các đông hút cười nói hì hì giờ biết thì đã muộn hơn nữa hút ca nhẫn tâm không để ý đến tình cảm nhớ nhung của chúng ta sao kim vũ sang và lâm tư khiết treo chọc được rồi đừng dùng ánh mắt và giọng điệu đó nói chuyện với ta ta nổi da gà đây các đông hút cười nói a hút ca ngươi thật là hư dám nói nổi da gà kim vũ sang và lâm tư khiết cười ré lên do nắm tay đùa muốn đánh các đông hút còn tưởng lệ lệ bên cạnh thì cười hiếp mắt khắp mặt là hạnh phúc và vui vẻ đùa dẫn một lúc đoàn người đến chỗ đậu xe của các đông hút nhìn thấy chiếc xe jeep với biển số đặc biệt kim vũ sang và lâm tư khiết không khỏi lộ vẻ kính nể càng tiếp xúc với xã hội họ càng nhận thức được những thứ như thế này đại diện cho điều gì tuy nhiên họ may mắn vì quen biết một người như hút ca mà không phải trả bất cứ giá nào người luôn coi họ là bạn bè thực sự không như những người khác ánh mắt nhìn họ luôn mang theo màu sắc khác lạ cao cao tại thượng kim vũ sang và lâm tư khiết đã từng đến quán bar nên khi các đông hút nhắc tới họ đã biết rõ địa chỉ quán bar này rất nổi tiếng nhiều minh tinh thường tới đó rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện tại trước khi nổi tiếng cũng từng hát tại quán bar này không ngờ hút ca cũng biết Kim Vũ Sang nói. Ta nào có biết quán ba nào? Vừa nãy ta gọi điện cho bạn, hắn nói một người bạn khác của ta thất tình, đang ở quán ba đó giải sầu. Vừa hay các ngươi người đẹp, miệng lưỡi lại sắc sảo, lát nữa giúp ta khuyên hắn một chút. Các đông hút cười khổ nói. Vì khuyên nhủ người khác, hắn thật sự không giỏi. Không phải chứ, cô bé nào không có mắt mà lại dám bỏ rơi bạn của hút ca. Lâm Tư Khiết nói. Được rồi, đừng nịnh nọc ta chuyện tình cảm ai mà nói rõ được hy vọng tên kia chỉ tạm thời buồn bã đừng thật sự suy nghĩ tiêu cực các đông hút nói yên tâm đi hút ca mê hoặc ngươi thì chúng ta không dám nhưng với người khác chúng ta vẫn tự tin dù hắn có đau khổ vì tình yêu chúng ta cũng sẽ dễ dàng khiến hắn di tình biệt luyến kim vũ sang và lâm tư khiết đầy tự tin nói các đông hút nghe vậy ngẩn người rồi bật cười không biết nói gì hơn sau đó nói với tưởng lệ lệ ngươi còn nhớ trình nhạc hạo chứ đương nhiên nhớ bạn học trung học của ngươi mà còn có một người tên đỗ nhất phàm người ngươi nói không lẽ là trình nhạc hạo sao tưởng lệ lệ nghe vậy liền hỏi đầy bất ngờ không phải hắn thì còn ai ta còn chưa nói cho ngươi bọn họ hiện cũng đang học ở kinh thành cùng ta mở một công ty máy tính hiện tại là bọn họ quản lý Ta vốn định buổi tối hẹn họ cùng đi chơi, náo nhiệt một chút, tiện thể để ngươi gặp gỡ họ, sau này có chuyện gì cũng dễ dàng giúp đỡ nhau. Không ngờ họ lại đang ở quán ba. Các đông hút đáp. Hút ca, vừa nãy chúng ta có chút nói ngoa, nhưng chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp một tay an ủi. Kim Vũ Sang và Lâm Tư Khiết, trước đó còn rất tự tin, giờ nghe nói người thất tình là bạn học cấp 3 của các đông hút, lập tức trở nên cẩn trọng, vội vàng bổ sung. Đùa sao, húc ca là ai chứ trong cả nước này có mấy ai xứng đáng được xưng là bạn thân với húc ca các nàng cũng nhờ có tưởng lệ lệ mới được quen biết húc ca mới có được chút tiếng tăm nhỏ trong giới giải trí việc nói rằng có thể khiến bạn bè của húc ca di tình biệt luyến lời này đúng là quá tự cao ha ha không sao đâu cái tên này vốn là một kẻ hoa tâm thấy mỹ nữ là hai mắt sáng lên phỏng chừng chỉ là tạm thời bị thất tình nên tâm trạng không tốt gặp các ngươi rồi chắc tâm trạng sẽ khá lên ngay thôi các đông hút thấy hai người dáng vẻ sốt sắng không khỏi bật cười thật vậy sao hút ca chúng ta đúng là mỹ nữ sao kim vũ sang và lâm tư khiết nghe vậy liền quay sang các đông hút dùng sức phóng điện đừng liếc mắt đưa tình loạn nữa bạn gái của ta đang ở ngay bên cạnh hơn nữa ta còn đang lái xe đây là chuyện rất nguy hiểm các đông hút cười nói cả ba người kim vũ sang lâm tư khiết và tưởng lệ lệ nghe vậy đều cười khanh khách thành một đoàn chiếc xe jeep đặc thù mang biển số quân đội của các đông hút lao nhanh trong đêm tối trên đường phố kinh thành chẳng mấy chốc đã đến quán bar mà đỗ nhất phàm đã nói đây là một quán bar trang trí khá chi tiết có chút phong cách tiên phong bên trong quán bar khá đông người có cả người trong nước và người nước ngoài có một nhóm nhạc đang trình diễn miễn phí trên sân khấu họ đang hát bài đừng làm tim ta tan nát của ba nhạc hát báo dù hát không ra chất cốc, nhưng lại đúng lúc đánh trúng tâm trạng của Trình Nhạc Hạo, khiến hắn nghe mà càng uống rượu dữ dội hơn, đổ nhất phàm khuyên thế nào cũng không được. Các đông hút nắm tay tưởng lệ lệ, bên cạnh còn có Kim Vũ Sang và Lâm Tư Khiết, vừa bước vào quán ba đã thu hút không ít ánh mắt. Tại một bàn gần cửa sổ, hướng về phía sân khấu, một thanh niên trẻ biểu môi nhìn về phía quán ba lối vào, rồi nói với Trần Kiện Hâm, kẻ đang ngồi đối diện, vừa ôm vừa sờ soạn khâu tử vi, mẹ nó, tiểu tử kia cũng phách lối quá, một người dám dẫn ba mỹ nữ. Trần Kiện hâm nghe vậy xoay đầu lại nhìn, không khỏi sáng mắt, nhếch miệng cười khẩy, thật không tệ, đặc biệt là cô nàng mặc áo đỏ, vóc người rất gợi cảm, chí ít phải cỡ dê cúc. Mị nó, hâm ca, xem ra ngươi uống nước Tây đúng là khác, giữa mùa đông mặc nhiều quần áo thế mà ngươi cũng nhìn ra được. Thanh niên trẻ đối diện với Trần Kiện hâm giơ ngón tay cái lên, cười đùa dâm đảng. Hì hì, hâm ca chắc chắn đã thử qua không ít sữa tây rồi đúng không nữ tử yêu diễm bên cạnh thanh niên trẻ cũng liếc mắt đưa tình với trần kiện hâm sữa tây nào bằng quốc sản trần kiện hâm cười mỉm rồi vùi đầu vào ngực khâu tử vi cọ qua cọ lại khiến khâu tử vi bực mình giơ nắm tay đánh nhẹ vào đầu hắn nói nhỏ hâm ca ngươi thật là hư nha khà khà nam nhân mà không xấu nữ nhân không yêu trần kiện hâm cười xấu xa đáp Đúng rồi Hâm ca, người nói có bạn từ Australia đến mà. Sao còn chưa tới? Không lẽ lạc đường rồi? Thâu Tử Vi hỏi, mắt lộ ra vẻ hứng thú. Khà khà, nhắc đến bạn từ Australia. Hâm ca, cái cô nàng Dynasty kia thật là đúng điển. Nếu có thể để ta nhấc chân nàng lên, chết sớm một năm ta cũng nguyện ý, thanh niên trẻ đối diện với Trần Kiện Hâm nói đầy sắc dục. Trần Kiện Hâm nghe vậy liền nhớ tới cô nàng tóc vàng đã cùng cha hắn bàn chuyện hợp tác cách đây vài ngày tại hội sở, hai mắt không khỏi nóng lên. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nghĩ đến Tống Chí Hiên, con trai của ông trùng bất động sản Tống Văn Hoành, người mà hắn quen biết tại Úc, cùng với mối quan hệ với cô gái ngoại quốc nổi tiếng kia, khiến hắn giật mình, giơ tay tác vào đầu thanh niên trẻ đối diện, nói, câm miệng lại. Người phụ nữ kia ở châu Âu, Mỹ đều có nhân mã, thậm chí còn có quan hệ với một số quốc gia ở châu Phi, dính dáng đến cả giao dịch súng đạn ở úc cô ta còn có mối quan hệ tốt với nhiều chính khách ngươi mà có ý đồ với cô ta là cảm thấy bản thân sống được lâu quá chán sao hâm ca chỉ là đùa thôi chỉ là đùa thôi thanh niên trẻ vừa bị tác lập tức cười ngượng ngùng đùa cũng phải nhìn đối tượng nếu lần sau gặp cô ta mà ngươi còn liếc mắt lung tung thì chuẩn bị sẵn đi cha ngươi sẽ đánh gãy chân ngươi đó trần kiện hâm nói hâm ca nói phải ta đây không dám có ý đồ nữa nếu không vì ta mà làm rối kế hoạch hợp tác của lão già nhà ta hắn thật sẽ đánh gãy chân ta nhưng mà người phụ nữ kia thật sự lợi hại như vậy sao thậm chí còn liên quan đến súng đạn thanh niên trẻ dù biết rõ tính tình của mình vẫn không thể tin nổi một cô nàng tóc vàng xinh đẹp lại có quyền thế lớn như vậy không khỏi hỏi lại đợi lát nữa tống chí hiên tới người hỏi hắn thì sẽ rõ trần kiện hâm đáp rồi quay đầu nhìn về phía mấy người các đông hút. Phải công nhận, tưởng lệ lệ có vóc người rất phù hợp với gu của hắn. Các đông hút tất nhiên không để ý đến ánh mắt của đám nam nữ trong quán bar. Vừa bước vào, hắn đã dễ dàng tìm thấy Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo đang ngồi trong góc. Dù luôn nghĩ rằng Trình Nhạc Hạo giống lữ bán tiên, là một gã hoa tâm bẩm sinh, sẽ không thật sự đau khổ vì tình, càng không vì tình mà tổn thương. Nhưng khi nhìn thấy hắn một tay để Đỗ Nhất Phàm ra, ngẩng đầu uống rượu, với dáng vẻ như muốn say đến chết, các đông hút vẫn không khỏi cảm thấy chua xót, đồng thời cũng âm thầm giận dữ với người phụ nữ đã làm tổn thương huynh đệ của hắn. Ngươi uống rượu với nhất phàm thì có tác dụng gì, với tử lượng của hắn, uống một chai đã đủ để ngươi phải khiêng hắn về nhà. Muốn uống thì phải tìm ta chứ. Các đông hút bước nhanh đến trước, cầm một chai rượu trên bàn, rồi ực một hơi hết sạch, sau đó đặt mạnh chai rỗng xuống bàn. Lão, lão đại, ngươi, ngươi thật đến rồi ta ta cứ tưởng nhất phàm làm ta sợ nhưng mà ta hôm nay tâm trạng rất tệ rất khó chịu ngươi để ta say một lần thôi chỉ lần này thôi sau đó ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa thấy là các đông húc trình nhạc hạo dường như tỉnh táo hơn một chút tiến lên ôm lấy vai các đông húc giọng lắp bắp nói ta biết ngươi đang khó chịu vì vậy ta đã đến đây để uống rượu cùng ngươi không chỉ có ta tưởng lệ lệ cũng tới còn có hai mỹ nữ khác nữa. Các đông hút nói. Trình nhạc hạo lúc này mới nhận ra tưởng lệ lệ cũng có mặt, cảm giác say ngấm lên đầu khiến hắn không suy nghĩ kỹ càng, bật thốt lên, ngực lớn học tỷ. Tiếng, ngực lớn học tỷ, này làm tưởng lệ lệ đỏ mặt tía tai, Kim Vũ Sang và Lâm Tư khiết nghe mà choáng váng, còn Đỗ Nhất Phàm thì tái mặt, giơ tay tác vào đầu Trình Nhạc Hạo, mắng, mẹ nó, ngươi uống đến mê sản rồi à. Trình Nhạc Hạo bị tác một cái, tỉnh táo hơn chút ít, nhớ lại những chuyện ám muội giữa các đông hút và tưởng lệ lệ thời trung học không khỏi toát mồ hôi lạnh lắp bắp nói lão lão đại học học tỷ ta ta uống nhiều rồi ta xin phạt rượu xin phạt rượu phạt rượu cái đầu ngươi ngươi đã hết như vậy rồi mà còn đòi phạt rượu ngồi xuống nói rõ cho học tỷ biết rốt cuộc có chuyện gì tưởng lệ lệ trừng mắt giật lấy chai rượu từ tay trình nhạc hạo mạnh mẽ nói lúc này tưởng lệ lệ hoàn toàn trở lại phong thái mạnh mẽ như thời trung học các đông hút thấy tưởng lệ lệ khôi phục dáng vẻ mạnh mẽ của học tỷ không khỏi nhớ lại những kỷ niệm xưa nhìn nàng một lát rồi vẫy tay nói ngồi xuống đi mọi người nghe lời ngồi xuống kỳ thực cũng không có gì chính là ta mắc mù bị một người phụ nữ trình nhạc hạo vừa mở miệng mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra các đông hút đột nhiên đổi sắc mặt lạnh lùng hỏi khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Lão đại, có học tỷ và các mỹ nữ ở đây, ngươi đừng làm căng có được không? Trình nhạc hạo sờ gò má của mình, cười khổ nói, mắt tràn đầy khuất nhục. Thực ra, hắn uống rượu không chỉ vì bị khâu tử vi làm tổn thương, mà còn vì hôm nay bị khâu tử vi và trần kiện hâm sỉ nhục. Nhưng đây là kinh thành, và gia đình trần kiện hâm rất giàu có, theo như lời đội trưởng bảo vệ trường, nhà họ ở kinh thành còn có bối cảnh mạnh mẽ. Trong khi đó, Trình Nhạc Hạo chỉ là một người từ địa phương nhỏ tới, có tiền một chút mà thôi. Hắn có thể làm gì được Trần Kiện Hâm? Tại sao không làm căng? Trình Nhạc Hạo vừa dứt lời, một giọng nói trào phúng vang lên. Trình Nhạc Hạo dù uống nhiều nhưng vẫn nhận ra giọng nói này, sắc mặt đại biến, quay đầu lại. Quả nhiên, phía sau là Trần Kiện Hâm đang ôm eo Khâu Tử Vi, tay cầm chén rượu, nhếch miệng cười khẩy. Khâu Tử Vi, Đỗ Nhất Phàm không quen biết Trần Kiện Hâm, nhưng liếc mắt đã nhận ra Khâu Tử Vi, người mà Trình Nhạc Hạo từng say mê. Thấy nàng ôm một người đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt Đỗ Nhất Phàm không khỏi đại biến, đứng bật dậy, mắt phun lửa giận. Chuyện đến nước này, các đông hút đã rõ trước mắt hắn là ai. Người phụ nữ xinh đẹp này chắc chắn là người khiến Trình Nhạc Hạo thất tình, và người đàn ông kia hẳn là kẻ đã cướp lấy nàng. Nhìn thái độ kiêu ngạo của hắn, tám chín phần mười vết thương trên mặt trình nhạc hạo cũng do hắn gây ra ngồi xuống nhất phàm các đông hút nhìn đỗ nhất phàm lạnh giọng nói đỗ nhất phàm nắm chặt nắm đấm nhưng vẫn ngồi xuống theo lời nhạc hạo ngươi cũng ngồi xuống các đông hút tiếp tục nói với trình nhạc hạo lão đại trình nhạc hạo lo lắng nói bởi hắn chợt nhớ đến lời đội trưởng bảo vệ trường ha ha lão đại tên béo đáng chết đây là lão đại của ngươi. Không trách trâu bò như vậy, đi quán ba còn dám mang theo ba cô gái. Trần Kiện hâm nghe vậy cười khẩy. Khanh khách. Nhà giàu mới nổi từ nông thôn lên đều như vậy. Khâu tử vi cười theo. Ha ha. Những người đi cùng Trần Kiện Hâm cũng cười theo, tiếng cười tràn đầy trào phúng và khinh bỉ. Thấy Trần Kiện Hâm và Khâu Tử Vi chế giễu các đông hút, Trình Nhạc Hạo không khỏi nắm chặt nắm đấm, Mắt đỏ chực xông lên đánh Trần Kiện Hâm. "Làm sao, tên béo? Ba ngày chưa bị xử lý đủ à? Còn muốn so chiêu với ta sao?" Trần Kiện Hâm kinh miệt nói. "Ta nói ngồi xuống, Nhạc Hạo." Các Đông Húc không để ý đến Trần Kiện Hâm, lần thứ hai nói với Trình Nhạc Hạo. Trình Nhạc Hạo nhìn sâu vào mắt các Đông Húc, rồi chậm rãi ngồi xuống. Ít ra cũng có chút phong cách của lão đại. Trần Kiện Hâm nói: có phong cách hay không không phải ở lời nói mà ở hành động các đông húc nhìn trần kiện hâm nhàn nhạt nói ồ vậy ngươi định làm gì lấy lại danh dự cho tên béo này à trần kiện hâm hỏi giọng đầy châm biếm tất nhiên huynh đệ của ta không ai có quyền sỉ nhục các đông húc nhàn nhạt đáp rồi quay sang trình nhạc hạo hỏi là người này đánh ngươi đúng không không sai chính là ta đánh và ta còn nói rằng sau này nếu hắn gặp ta phải tránh xa bằng không ta gặp một lần đánh một lần tuy nhiên nếu ngươi là lão đại trượng nghĩa để cô nàng này của ngươi uống rượu cùng ta hôm nay ta sẽ tha hắn một lần trần kiện hâm nói chỉ ngón tay về phía tưởng lệ lệ trần kiện hâm đã chạm vào điều cấm kỵ của các đông hút giờ lại còn dám nhắm đến tưởng lệ lệ kim vũ sang và lâm tư khiết nhìn hắn với ánh mắt như nhìn người đi tìm chết trời ơi tên này muốn chết tới mức nào mà dám nhắm đến bạn gái của hút ca tốt lắm các đông hút gật đầu rồi đột nhiên cầm lấy bình rượu trên bàn đập mạnh xuống đầu trần kiện hâm hoành một âm thanh vang lên trán trần kiện hâm lập tức sưng đỏ lên một cục to không khí quanh đó đột nhiên trở nên im lặng như thể thời gian dừng lại trần kiện hâm giơ tay sờ trán mình không thể tin nổi nhìn các đông hút ngươi dám đánh ta Ngươi con mẹ nó dám đánh ta. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Một hồi lâu sau, Trần Kiện Hâm mới tỉnh táo lại, mặt dữ tợn gào lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.